Và kính thưa quý vị, cô gấu Bắc Cực 3 tháng tuổi ra mắt công chúng tin từ Buffalo. Cô gấu Bắc Cực 3 tháng tuổi Luna lần đầu tiên ra mắt công chúng tại sở thú Buffalo, thành phố Buffalo, tiểu bang New York. Sở thú hiện gọi cô là Luna vì gấu được sinh ra vào ngày trăng tròn, nhưng cuộc thi đặt tên đang được tổ chức thông qua trang mạng Facebook cho phép công chúng đưa ra gợi ý tên chính thức tại sở thú. Sở thú Buffalo đang thúc đẩy quyên góp đủ 4 triệu Mỹ Kim cuối cùng để hoàn thiện việc tài trợ cho phòng triển lãm Bắc Cực mới, tổng cộng tốn mất 18 triệu Mỹ Kim. Chủ tịch sở thú Donna Fiennes hy vọng rằng con gấu lông trắng mịn sẽ trở thành gương mặt đại diện của cuộc gây quỹ. Bà Fernandez nói rằng họ đã từng mất đi những con gấu lớn và cũng sẽ mất con gấu con này nếu họ không thực hiện chiến dịch nói trên. Bà Fernandez cho biết là sở thú có kế hoạch đặt máy quay để cho những người tới thăm sở thú thấy được hoạt động của gấu Luna từ trưa cho tới 3 giờ chiều vì gấu vẫn còn quá nhỏ để triển lãm. Sở thú Buffalo cho hay đây là một trong hai sở thú tại Bắc Mỹ có gấu trúc xanh ra vòng năm ngoái.